xin trân trọng kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một dòng loa gọi là Electro Voice hoặc là EV cũng được. Đấy. Cái loa này là loa full 30, một bát 30, một tép kèn, và cái cổng này là đang thiết kế đa dụng, tức là vừa dùng trong gia đình được, vừa dùng trong KTV chuyên nghiệp được, có thể là đi sự kiện media đám cưới hay là gì đó cũng được, thoải mái, rất là thoải mái, ok, ngứa ra chắc chắn. Đấy, ngứa ra chắc chắn, vỗ nó có tiếng đặc trưng của cái dòng chắc chắn, vỗ nó chắc như này này, còn không những loại rẻ tiền vỗ nó ọp ẹp lắm. Cái này là lưới rất chắc chắn, lưới dày, các bác nhìn lưới này, còn loại lưới nó thiết kế rất là độc đáo và lạ. Đấy, và nhập về. Đấy, rồi ok. Thì hàng này là em nhập về đây, là có tên của em đây, là số điện thoại của em đây. Rồi ok, đây mặt form bên cạnh là có tay sách, có một tay sách thôi, thùng rất là xịn, sờ rất là mát tay và trơn trượt. Đấy, ông nào mà tay ướt sờ ở đây trơn, bên này nhằng rơi loa mất. Rồi trên nóc này, đấy. Rồi ok, đây bây giờ sẽ mở lưới ra cho các bác xem là bên trong loa này nó cấu tạo những gì và chất lượng như nào. Lát nữa sẽ quay thử tiếng cho các bác xem nhé. Đây là sau khi đã mở ra này, các bác nhìn này, đấy, rất là xịn, thùng có 3 lỗ thoát hơi này, đấy. Bên trong là bông tiêu âm, lát nữa sẽ mở của bác ra cho các bác xem. Rồi đây là mặt form của sản phẩm thì nó như thế này, đấy. Đây cho các bác xem cái phần lưới này, lưới cực kỳ chắc chắn rồi. Lưới cực kỳ chắc chắn này, lưới bên trong là còn thêm lớp vải này. Rất là xịn. Thiết kế rất là độc đáo, loại này không chung đụng với bất cứ một hãng nào. Này, lưới này. Nhìn này ngoài thương mỏng, không biết nó vào hình, không biết nó có đẹp lắm không này. Đấy, lưới này, đấy. Đây. Rồi đây. Về phần củ loa. Đây, phần củ loa đây. Bây giờ sẽ bắt đầu là tháo ra xem bên trong nội thất của chiếc loa này cấu tạo những gì mà sao chất lượng âm thanh tiếng nó hay thế. Mà giá nó rất là vừa phải, họng kèn này. Các bác nhìn họng kèn được sơn sần này. Đấy, họng kèn cũng được sơn sần theo này. Một số dòng họng kèn cao cấp thì nó mới được sơn sần này, một số dòng rẻ tiền không có đâu. Đấy, rồi ok, bây giờ sẽ bắt đầu mở ra cho các bác xem nhé. Đây là bên trong thùng này. Bên trong thùng phân tần thiết kế cũng khá là đơn giản, không cầu kỳ lắm, nhưng quan trọng nhất là chất lượng tiếng ra. Đấy, tiếng ra tiếng mic rất là sáng, sạch. Đấy. Bông tiêu âm này, một số anh em nói là bông không thể làm nhái, cuối cùng vẫn nhái đầy ở đấy. Các bác nhìn xem linh kiện này. Mạch thiết kế đơn giản thôi. Đấy. Một quặn dây bát, quặn dây tép. Đấy, với đó là 1 2 3 4 5 5 điện trở, 1 2 3 3 con tụ đấy, và có hai quặn dây. Đấy, rồi mạch thiết kế đơn giản, thùng này thiết kế này rất là xịn này. Thùng thì thùng là ván ép chịu nước nhá, một trong những loại thùng rất là tốt khi dùng vào trong âm thanh. Đặc biệt là tổ chức sự kiện thì anh em làm ngoài trời không phải lo nghĩ gì cả, nắng mưa thì cũng không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của thùng loa. Đấy, một số dòng thùng rẻ tiền thì nó sẽ sử dụng gỗ MDF, thì loại đó thì sử dụng trong nhà thôi, còn loại gỗ ván ép chịu nước này nó đắt hơn rất là nhiều, và chuyên sử dụng trong ngoài trời, dùng trong nhà cũng được, rất là ok. Đấy, trong một số trường hợp thì nó thiên về ngoài trời. Đấy, mà trong một số trường hợp thì nó có thể dùng trong karaoke ban mini gì đấy, thì là nó độ ẩm khá là cao, nên là phải dùng loại gỗ ván ép chịu nước này thì mới sử dụng trong những phòng trà này, tiệc cưới hay gì đó. Đấy, khả năng đấy. Rồi ok, em quay qua củ tép này cho anh em xem này. Đấy, củ tép đây, tép đây. Đấy, tép là từ 12 côn 45. Đấy, là có mã. Đây là phần của bát rất là xịn, nhìn trông nó rất là sang chảnh, nhưng mà lại không có quá là chảnh chẹ như các loại kia. Đây của bát là từ 19 côn 76. Đấy, tớ rất là to, 19 này gần bằng một căng tay mình rồi. Đấy. Đây các bác xem này, các bác nhanh em cùng xem nha. Đấy, ra con mã này. Đấy. Rồi. Đây là phần màng loa, màng rất là xịn. Đấy. Màng cực xịn luôn, màng này màng chống nước luôn. Màng này được tráng một lớp nano chống nước. Rộn nước vào đánh thoải mái, đánh tràn ga. Đấy. Rất là xịn. Ok, lắp vào cho anh em nghe thử chất lượng âm thanh nào nha.